Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, đệ tam pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thu thân viên tịch tại tổ đình Viên Minh, chùa Giáng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, đại thọ 105 tuổi, 85 hạ lạp. Cáo phó của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, do tuổi cao, mặc dù đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt của giáo hội, môn đồ pháp quyến, sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, song Đại lão Hòa thượng đã thu thân viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu, tại tổ đình Viên Minh, nơi trú xứ mà Ngài đã gắn bó một đời tu hành gần 100 năm liên tục. Đức trưởng lão xuất gia từ lúc 5 tuổi, được người cô ruột là ni trưởng Thích Nữ Đàm Cơ đưa về chùa Quán ở Ninh Bình. Năm 17 tuổi, được gửi đến tu học tại chùa Viên Minh, chùa Giáng, làm đệ tử Hòa thượng Thích Quảng Tốn. Tuy ở nơi hẻo lánh, nhưng chùa Viên Minh là tổ đình của Sơn Môn Đa Bảo, một trong ba sơn môn lớn nhất miền Bắc. Năm 1932, Ngài được thọ giới Sa Di tại Trường Hạ, chùa Đông Cao, tỉnh Nam Định. Năm 1934, bắt đầu tu học tại chùa Viên Minh, tỉnh Hà Tây. Năm 1937, thọ giới Tỳ Kheo. Từ năm 1953 đến năm 1958, tu học và hoằng pháp tại chùa Kim Đới, Hải Phòng. Từ tháng 10 năm 1958 đến nay, trụ trì chùa Viên Minh. Sự nghiệp phiên dịch kinh sách trước tác của Ngài nổi bật với các tác phẩm Kinh Bách Dụ, Phật Tổ Tam Kinh, Bát Nhã Dư Âm, Đại Từ Điển Phật Học, Đề Cương Kinh Pháp Hoa, Phật Học Là Tuệ Học, biên tập Đại Tạng Kinh Việt Nam, phiên dịch và hiệu đính Luật Tứ Phần. Ngài từng là hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây, từng kinh qua viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Phật học. Từ tháng 12 năm 2007 đến nay, Ngài được suy tôn vào ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đức Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ lúc sinh tiền, Ngài có khẩu dụ rằng: "Sau khi tôi theo hầu Phật tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của tăng ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trú xứ của mình, hồi hướng công đức cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc." Thể theo di nguyện trên của Đức Pháp Chủ và trước bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tổ chức lễ truy điệu tưởng niệm và lễ nhập bảo tháp Đức Pháp Chủ theo hình thức trực tiếp đối với tăng ni trên địa bàn thành phố Hà Nội và trực tuyến với trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tới các chùa, cơ sở tự viện cả nước trong cùng thời gian. Lễ viếng chính thức từ 7 giờ sáng ngày 22 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2021, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 9 năm Tân Sửu. Lễ truy điệu được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu. Sau đó, cung thỉnh Kim Quang Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp treo Phật kỳ rũ, thiết lập hương án, di ảnh của Đức Pháp Chủ và tổ chức tưởng niệm tại trụ sở. Các chùa, cơ sở tự viện đồng thời cử chuông trống Bát Nhã và niệm Phật đúng vào thời gian giáo hội tổ chức lễ tưởng niệm vào lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 2021, tức ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu, ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Tang lễ của Ngài được tổ chức theo nghi thức cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là một bậc cao tăng uyên bác kinh luật luận, ở ngôi vị tối cao của giáo hội nhưng luôn giữ nếp sống thiền môn giản dị. Điều động lại trong lòng mỗi người có cơ duyên gặp gỡ thân cận là sự cảm phục và tôn kính sâu sắc. Dẫu lúc ngoài 100 tuổi, vẫn ngày đêm mang giáo lý nhà Phật, đức hạnh cao dày của bậc chân tu giáo hóa chúng sinh. Lời dạy của trưởng lão vẫn vang vọng là kim chỉ nam cho hàng hầu học. Trong sơn môn chùa Giáng, chúng tôi duy trì luật lệ rất nghiêm, các tăng không được sống buông thả, xa hoa mà phải luôn tu sửa mình. Tôi cũng luôn dạy các đệ tử không được lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương, mà phải tự mình vừa cày cấy làm ăn,
vừa truyền bá giáo lý đạo Phật, đem lại lợi lạc cho đời. Tại thời điểm phỏng vấn của báo Giác Ngộ, Đại Lão Hòa Thượng đã 99 tuổi, nói về bí quyết trường thọ, Ngài dạy, tôi không có bí quyết gì, tuổi thọ không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho đời, cho đạo. Ngài Trần Nhân Tông chỉ ở đời có 51 năm, Ngài Pháp Loa có 47 năm, mà công nghiệp thì bất khả tư nghì. Tôi trụ thế đến nay 99 năm, ở chùa 94 năm, thụ đại giới được 78 năm. Nghiệp là tu hành, nuôi thân thể chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương. Khi nào chư Phật, chư Tổ cho gọi thì về thôi.